Xin chào các bạn, hôm nay mình mua được ba con cá chê vàng này các bạn. Cá chê này, cá chê vàng nuôi các bạn. Nhìn cái màu vàng rất là đẹp. Mình sẽ đi làm cá để mình kho nha các bạn. Cái này mình đổ nước sôi, nước sôi mình nấu nguội các bạn. Mình nấu mình để nó hơi nguội chút, khoảng 20 tới 25 độ thôi các bạn, chứ các bạn đừng có đang sôi ục ục á. Mình đổ vô con cá là nó sẽ bị phỏng, cái nó bị lỡ cái da nó luôn nha các bạn. Mình để cho nó nguội nguội vậy đó. Nó chóc cái lớp nhớt ngoài ra là được các bạn. Con cá này nó mềm dữ lắm. Hồi nãy mới mua nó màu vàng nhưng giờ cạo ra trắng tư các bạn. Cái này á, lớp vàng này người ta chỉ ngâm cá vô cái nước thuốc đó, nó mới vàng các bạn, chứ con cá này nó không có vàng vậy nè. Mình thấy trên đài người ta bắt nó lên cái thì người ta bỏ nó vô cái nước, người ta quậy nước thuốc đó, ta bỏ vô ta ngâm đầu đêm gì đó bạn, người ta mới vớt đi bán, cho nên nó áo cái màu vàng ngoài. Mình cạo nó ra là sạch trơn các bạn. Cá chê vàng này làm nhiều món ngon lắm nha các bạn. Kho nấu canh chua hay là nướng ăn cũng rất là ngon luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ làm và mình kho nha các bạn. Rồi mình đã làm xong, bây giờ mình sẽ rửa. Mình cạo, mình để nước sôi hơi hơi là nó sạch trơn cái phần nhớt luôn các bạn. Giờ mình rửa lại cho nó sạch nữa là xong nha các bạn. Đây là cái cục nhớt ở trên chỗ cái mang đó là các bạn, mình nặn ra để nó hôi nhớt các bạn. Cục máu mình làm xong nó hết vàng nha các bạn, nó còn cái màu đen vậy nè. Rồi mình sẽ khứa ra, mình sẽ đem đi mình ốp để mình kho nha các bạn. Mình sẽ cho một muỗng cà phê đường cát vào đây, mình sắn nước ngào nha các bạn. Nước màu của mình vậy đã được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem xuống và mình để cá vào mình ướp nha các bạn. Mình trộn cho nó thấm nước màu trước nha các bạn, để nó không bị trắng. Rồi đây mình cho bột ngọt, hạt nêm với lại đường vào các bạn. Các bạn không ăn bột ngọt được thì mình bỏ qua nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho tiêu và nước mắm vào nha. Nãy mình mua ba con cá là 700 gram nha các bạn.
Rồi mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi mình trộn cho nó đều lên cho nó thấm gia vị nha các bạn. Rồi mình để đây mình sẽ ốp khoảng 15-20 phút rồi mình mới đem kho nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt lên mình kho nha các bạn. Đây mình kho cái cá nó đã sôi lên rồi các bạn, mình sẽ để vào một ít nước cho cá nó chín nha các bạn. Để mình kho nước mắm không cá nó không có chín hết nha các bạn. Mình phải cho thêm một ít nước để mình kho cho nó sắt xuống mới chín cá rồi. Ở đây mình có thể kho nước hoặc là kho khô nữa các bạn. Ở đây mình bữa nay mình ăn với món canh cho nên mình sẽ kho cho nó sệt sệt lại các bạn. Giờ mình để ớt và tiêu vào nữa các bạn cho nó thơm nha các bạn. Món cá này ăn với nước cơm hoặc là với canh chua thì là rất là ngon luôn nha các bạn. Lâu lâu mình ăn là rất là ngon, mình để thêm một ít dầu ăn cho nó béo béo nha các bạn. Và đây là món cá chê vàng kho tiêu của mình đã xong các bạn ơi. Các bạn xem video thấy thích thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.